Quý khán giả và quý bà con nông dân thân mến, thì các cánh đồng lúa hiện nay chẳng những phải phơi mình chống chịu với cái điều kiện nắng nóng gay gắt của thời tiết, mà còn phải chịu cái nóng từ bên trong, từ một loại dịch hại mới mang tên là rè phấn trắng. Thì câu hỏi được bà con nông dân chúng ta quan tâm nhất là làm sao mà tôi phun xịt nhưng mà nó lại không có hiệu quả, càng phun thì cái cây lúa mình nó càng bị cháy nặng hơn. Thì trong chương trình ngày hôm nay, Trọng Hiếu cùng với kỹ sư Lê Trọng Hồng Vũ sẽ mang đến cho bà con chúng ta một giải pháp tiết kiệm nhưng mà hiệu quả để bà con nông dân chúng ta có thể quản lý triệt để đối tượng này nha. Và bây giờ thì Trọng Hiếu xin mời bà con cũng như là kỹ sư Lê Trọng Hồng Vũ chúng ta cùng xem một cái đoạn video ngắn nói về cái loại dịch hại mới này nha. Những ngày nắng nóng cuối tháng 6 vừa qua trên các cánh đồng lúa rộ lên loại dịch hại rè phấn trắng. Chúng tấn công làm cháy vàng cả ruộng lúa, lúa trổ nghẹn, vào gạo kém, nhiều chỗ nặng cây lúa bị chết. Nhà nông bối rối đã kết hợp nhiều loại thuốc lên đến 100.000 cho một bình phun. Ngặt nổi bà con mình đã phun từ 3 đến 4 lần nhưng không quản lý được chúng. Rè phấn trắng được các tài liệu ghi nhận gây hại ruộng lúa vào khoảng năm 1990 trên các vụ hè thu ở Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp. Khoảng thời gian đó, chúng không phải là loại dịch hại cần quan tâm do mức độ ảnh hưởng đối với ruộng lúa rất thấp. Biến đổi khí hậu làm cơ cấu dịch hại thay đổi. Ngày nay, rè phấn trắng nổi lên thành đối tượng gây hại đại trà, tấn công ruộng lúa ở nhiều thời điểm trong năm. Với cấu tạo cơ thể có lớp phấn bao quanh nên thuốc bảo vệ thực vật không tiếp xúc được chúng. Từ đó, ruộng lúa ngày càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dạ thưa anh Vũ, thì trong cái đoạn ghi hình vừa rồi có nhắc tới rè phấn trắng là một cái đối tượng dịch hại mới, thì không biết là anh có thể chia sẻ cho bà con nông dân về chi tiết về cái đối tượng này được không ạ? Kính thưa bà con, thì con rè phấn trắng này thì mình nói nó mới là cái gì nè bà con. Trước đây thì nó vẫn có, nhưng mà thực sự là trên lúa thì ít ai quan tâm tới cái đối tượng này. Thường thì bà con sẽ thấy là trên nhóm đồ rẫy bà con, ớt dưa bầu bí, mà khi mà chúng ta mà thu hoạch mà mình giải quyết cái tàn dư không có tốt đó, thì mình lại mình quơ thì sẽ thấy con này nó bay ra. Gần đây thì trên ổi mình cũng thấy rè phấn trắng, và gần hơn nữa thì ở trên các cánh đồng lúa hiện nay con này nó lại trở thành một loại dịch hại đại trà. Vụ nào cũng có. Và trong tài liệu thì con này nó có tên là bọ cánh phấn, còn cách gọi chúng ta là rè phấn trắng hoặc là rè phấn. Cơ thể của nó thì nó màu trắng tinh và nó sẽ có một cái lớp phấn để bao phủ ở bên ngoài. Cái con rè phấn trắng này hả bà con, khi nó tấn công cái cây trồng chúng ta thì thường nó sẽ mang yếu tố là gây nóng. Như thường ở trên ớt, trên dưa bầu bí, khi mà nó chích vô cái đọt non là nó bị quéo. Còn ở trên lúa thì mình sẽ thấy cái triệu chứng hiện tại trên ruộng đó bà con. Nó sẽ làm vàng, vàng nguyên cả cái lá lúa, vàng lá chân rồi vàng luôn cái lá ngọn. Nếu ở giai đoạn chỗ thì mình sẽ thấy là cây lúa chúng ta chỗ không nổi luôn. Còn ở giai đoạn vào gạo thì cây lúa không vào gạo được, nó lép cậy cả khúc gì nữa bà con. Những năm trước đây thì những cái giống như mà giống lúa thơm á bà con, thì con rầy này nó phái hơn. Mình sẽ thấy là giống jasmine, rầy nó phái nhất. Nhưng mà hiện nay thì rất là nhiều cái giống thơm đó, đài thơm 8 rồi 18, nói chung cái tỷ lệ cái giống lúa mà phẩm chất cao trên ruộng chúng ta nó sẽ chiếm đa số. Do đó mà con này nó cũng thấy cái điều kiện nó phù hợp, cho nên có lẽ là như vậy cho nên nó mới chuyển tấn công ở trên màu, và bây giờ nó thêm nó tấn công trên lúa nữa. Khoảng thời gian mà chưa có biến đổi khí hậu thì mình sẽ dễ thấy con rè phấn trắng ở cái giai đoạn hạn bà chằn, nắng nóng đó mà con. Còn trong cái giai đoạn biến đổi khí hậu hiện nay thì trong cả một năm nó có rất là nhiều khoảng nắng nóng. Do đó mà con rầy này thì nó sẽ trở nên đại trà ở trên ruộng lúa trong những năm gần đây, và Hoàng Vũ nghĩ là những năm tới nữa thì nó sẽ là một con mà vụ nào bà con chúng ta cũng phải cần quan tâm. Dạ thưa anh Vũ, thì cái sự ảnh hưởng của rầy phấn trắng gần đây thì được quý bà con nông dân chúng ta cập nhật liên tục trên kênh Nông nghiệp Kết Nối. Thì theo như thông tin mà chúng tôi thu thập được thì hiện nay cái khu vực mà Gò Công Tiền Giang và khu vực Tam Nông Đồng Tháp á, các trà lúa giai đoạn trổ chính thì gặp cái tình trạng rè phấn trắng gây hại rất là nặng. Các trà lúa nhỏ hơn thì có sức chống chịu tốt, do đó là chúng ta chưa thấy cái biểu hiện vàng. Nhưng mà khi mà quý bà con nông dân chúng ta kiểm tra thì vẫn thấy xuất hiện của cái sự hiện diện của rè phấn trắng. Thì thưa anh Vũ, thì hiện nay nhiều bà con nông dân chúng ta chưa phân biệt được cái biểu hiện cháy do rè phấn trắng với những cái tác nhân khác, chẳng hạn như là cháy bìa lá lúa
hoặc là các tác nhân như là cái vàng lá chín sớm thì anh có thể giúp cho bà con nông dân chúng ta có thể dễ dàng trong cái khâu phân biệt được không ạ? Vâng, với câu hỏi của Trọng Hiếu thì có hai ý bà con. Thứ nhất là vì sao mà từ giai đoạn làm đồng trở về sau thì cây lúa nó mới bị vàng? Và tại vì bà con mình biết nếu mà ở giai đoạn nhỏ thì mình quơ vẫn có rạy phấn nha. Ở giai đoạn mười mấy ngày khi mình dặm lúa đó mình đã thấy có rạy phấn rồi, nhưng mà lúc này thì một là cây lúa chúng ta còn khỏe, và thứ hai là chắc là mặt số rầy nó ít, nó chưa có đủ để nó làm ảnh hưởng. Còn tới ở giai đoạn làm đồng trở về sau á, nhất là giai đoạn trổ đó mà con, khi đó thì cây lúa của chúng ta nó đã chuyển già, nhất là cái bộ rễ nó không còn đủ cái khả năng để nó hút dinh dưỡng, để nó bù trừ được cái khả năng gây hại của con rầy phấn. Và tới thời điểm mà giai đoạn đồng trổ thì mật số rầy phấn trên ruộng nó đã đông rồi, do đó mà để mà cây lúa bị rầy phấn gây hại muốn chuyển vàng thì bà con sẽ dễ thấy ở giai đoạn đồng trổ trở về sau hơn. Và cái con rầy phấn này thực tế thì cũng dễ nhầm lẫn với những cái triệu chứng vàng lá khác. Và chúng ta muốn phân biệt được giữa con rầy phấn với trái bị lá diệt khuẩn hoặc là cái bệnh vàng lá chín sớm thì Hoàng Vũ nghĩ là nó cũng có một số cách. Và mình sẽ quan sát cái triệu chứng của con rầy phấn. Thường khi vàng là nó sẽ bắt đầu ở một cái chòm cố định trước rồi nó mới lan ra. Thường thì bà con mình sẽ thấy ở những chỗ khuất gió, tại con này nó bay thì nó cũng yếu, nó sẽ lựa những chỗ khuất gió nó sinh sôi nảy nở trước, và chỗ đó sẽ bị vàng trước. Rồi tùy theo cái mặt số của nó càng ngày càng được nhân lên thì nó sẽ lan ra các bà con. Rồi thì mình sẽ lợi cái lá vàng mình coi. Nếu bà con nào tin mắt hoặc là Hoàng Vũ chỉ là mình có cái điện thoại chụp hình được đó bà con, mình sẽ chụp ở dưới mặt dưới lá, rồi mình mở lên, mình phóng to lên, mình sẽ thấy được những cái trứng của rầy phấn thì nó sẽ bám chi chít ở dưới mặt dưới nha bà con ha. Còn nếu mà những cái thao tác đó nó hơi lu bu thì mình có thể lợi những chỗ bị vàng và mình lùa, mình lấy tay mình lùa nè, để những cái con rầy nó thấy động thì nó bay, nó sẽ vướng vô cái dáng nhện, và mình dòm vô dáng nhện thì mình sẽ thấy được những con rầy phấn nó bám dính vô đó đó bà con. Và những bà con mình có một cái cách quan sát kỹ hơn thì mình sẽ để ý khi mà cây lúa chúng ta đã bị vàng rồi và mình muốn phân biệt với những cái triệu chứng khác mà trên cái lá đó, thì mình dòm cái phiến lá. Đối với trái bị lá hoặc là vàng lá chín sớm thì cái phiến lá nó thấy nó còn nguyên rồi bà con, nhưng mà khi mà bị rầy phấn chích hút nó gây nóng, do đó là cái phiến lá của phiến lá lúa của mình nó sẽ bị nhăn, nó nhăn ở trên cái phiến lá. Và những thước hình mô tả thì bà con cũng đã dễ dàng nhận biết được đâu là triệu chứng gây hại của rầy phấn so với những cái bệnh giống như trái bị lá hoặc là vàng lá chín sớm. Dạ, dạ thưa anh Vũ, thì như vậy là cái điểm mà bà con nông dân chúng ta cần chú ý khi mà phân biệt đó chính là cái phiến lá. Nếu như mà cái rầy phấn trắng nó gây hại thì cái lá của mình, cái biểu hiện nó sẽ bị biến dạng, nó hơi nhăn. Nó bị nhăn. Dạ thưa anh Vũ, thì thông thường á, quý bà con nông dân chúng ta hay nếu như mà để mà quản lý những cái đối tượng như là côn trùng thì mình sẽ quan tâm tới cái vấn đề là cái vòng đời để mà mình tác động cho nó đúng. Thì không biết đối với cái rầy phấn trắng thì mình có dựa vào trong cái quy luật đó được không anh? Thôi thì mình cứ nói cái vòng đời để cho bà con chúng ta hiểu được cái con này hơn. Thì trong cái điều kiện hiện nay nóng ẩm như này bà con, thì con này khoảng 3 tuần nó có một lứa. Nó thì sớm hơn con rầy nâu của chúng ta. Và cái con rầy phấn này thì nó lại khác rầy nâu ở chỗ cái đặc điểm gây hại nữa. Con rầy nâu thường là khi cái con trưởng thành nó từ ở xa nó bay vô ruộng mình, đẻ trứng xong thì con trưởng thành nó chết. Cho nên con trưởng thành của rầy nâu nó không có chích hút cây lúa chúng ta được nhiều. Nhưng mà đối với con rầy phấn là cả cái con trưởng thành lẫn cái con mới nở nó đều xúm nhau là nó chích hút cây lúa bà con. Và thêm một cái ý nữa về cái rầy phấn này, nó khác với rầy nâu là mình nếu mình dựa vào dòng đời thì nó cũng khó lắm, do nó là nó có một đặc điểm là nó có cái lớp phấn bao quanh, còn cái trứng của nó cũng có cái lớp sáp bao quanh nữa. Cho nên nếu mà thực sự để canh theo dòng đời kiểu giống rầy nâu là tuổi 1, tuổi 2 rồi đó thì nó cũng không có hợp lý lắm trong cái cách mà chúng ta
quản lý rầy phấn dựa vào cái tuổi của con rầy. Và thêm một số thông tin nữa đó bà con, thì cái con rầy phấn này nó lại ít thiên địch hơn là con rầy nâu. Con rầy nâu giọng hiếu có để ý là những cái con rầy mà từ trong ruộng chúng ta nó sinh sống trong ruộng thì nó không có cánh nha. Nó ở đó nhưng mà nó không có cánh, do đó nó không có bay được. Thì những cái con khác dễ ăn thịt nó, giống như con nhện bắt mồi hay là con kiến ba khoang chẳng hạn, nó dễ ăn thịt cái con rầy nâu hơn. Còn cái con rầy phấn này nó có cánh mà nó lại rất là nhạy, do đó là khó để những con khác săn bắt được nó. Chính vì thế mà nó ở trong ruộng khá là an toàn để nó gây hại trên ruộng lúa. Dạ, cái thưa bà con cũng như là cái thưa anh Vũ, thì nãy giờ chúng ta phân tích, chúng ta xoay quanh về cái vòng đời cũng như là những cái đặc điểm xoay quanh cái con rầy phấn trắng. Thì chắc có lẽ là bây giờ chúng ta vào cái chủ đề chính luôn, là mình làm sao để giúp cho bà con nông dân chúng ta có một cái giải pháp quản lý một cách hiệu quả. Vì hiện nay thì bà con nông dân chúng ta có những con chú á, phun khoảng 3-4 lần nhưng mà nó vẫn không hết. Nhưng mà như kỹ sư Vũ cũng biết cũng như là bà con, thì cái một cái bình thuốc á, có những bình thuốc mà trị rầy phấn trắng thì nó lên đến khoảng 100.000. Thì bà con nông dân chúng ta rất là khó khăn. Thì anh có thể chia sẻ cho bà con nông dân chúng ta về cái giải pháp được. Bà con mình biết thường mình đừng có cái tâm lý là thuốc mắc tiền nhất mới diệt được cái con đó một cách hiệu quả nhất, là không phải. Mình phải có những thông tin để mình nắm những cái đặc điểm của đối tượng dịch hại. Thì có khi mình chỉ cần rẻ tiền thôi là mình quản lý được. Giờ mình hoài vũ giả sử như cái bệnh đốm dằn trên lúa đi. Bà con mình đã có thông tin rất là rõ về bệnh đốm dằn, thì khi mình xử lý mình chỉ cần cái validamycin nước xanh thôi bà con. Nó rất là rẻ tiền mà vẫn hiệu quả. Và cái con rầy phấn này Hoàng Vũ sẽ chia sẻ cho bà con một thông tin mà mình chỉ cần một bình phun rẻ tiền thôi thì mình vẫn có thể quản lý được nó, là thông tin về lớp bảo vệ của côn trùng. Bà con biết côn trùng nó thường nó sẽ phân loại gì nè bà con. Những cái con nào nhanh đó, nhanh khỏe, di động mạnh đó, thì cái lớp bảo vệ của bên ngoài của nó đơn giản hơn. Hoàng Vũ ví dụ như chồng hiếu như con cào cào đi, nó bay được, nó nhảy được, thì cái lớp ở ngoài nó chỉ là một cái lớp chitin thông thường giống như mọi loại côn trùng khác thôi. Nhưng mà những con nào mà chậm hoặc là yếu ớt đó bà con, giả sử như Hoàng Vũ ví dụ con chậm giống như riệp sáp chứ rầy lông nè, thì cái lớp ngoài nó cấu tạo nó sẽ đặc biệt hơn, như nó sẽ có lớp sáp, lớp lông để bảo vệ, do đó mình phun nó không có chết được các bà con. Còn những con yếu ớt rét giống như con rầy phấn như đó thì nó cũng dạng yếu ớt nè, nhưng mà đặc biệt là ở ngoài nó có lớp phấn, cũng như là cái trứng của nó có lớp sáp giống như sáp đần cầy vậy đó. Mình phun thuốc nước đâu có dính vô được, do đó là nó lại rất là khó chết. Và khi chúng ta hiểu được cái cấu tạo của cái từng cái lớp bảo vệ của từng con đó, thì mình sẽ có cách mình quản lý nó một cách rẻ tiền. Thì nhắc đến những cái lớp bảo vệ như sáp phấn hay là lớp vảy cá đâu chẳng hạn, thì chắc thấm sâu bà con mình đã hiểu rồi, trong đó có một cơ chế là đánh tan lớp bảo vệ côn trùng. Thì bây giờ đầu tiên mình phải có chắc thấm sâu, rồi mình sẽ lựa chọn những cái sản phẩm trị côn trùng chích thúc nào đó nó hợp lý nhất để mình trồng vô mình phun, vừa rẻ và vừa tiết kiệm các bà con. Dạ, dạ anh Vũ, thì trên hiện tại cái nhắc tới cái thấm sâu 30 giây thì trên kênh của An Phát Nông đã có rất là nhiều đoạn video clip cũng như là những cái câu chuyện của các bạn sinh viên xoay quanh về cái chất trợ lực này. Thì cơ bản thì cái chất thấm sâu 30 giây nó giúp cho mình đánh tan được cái lớp sáp của cái côn trùng, hay còn gọi cách khác đó chính là cái lớp bảo vệ côn trùng. Rồi còn giúp cho chúng ta hạn chế được cái tình trạng rửa trôi, thì chắc chắn là khi mà chúng ta quản lý cái đối tượng rầy phấn là mình phải kết hợp chung để nó tăng hiệu quả nè. Dạ, thưa anh Vũ thân mến, thì theo như một số tài liệu á, thì cái việc mà chúng ta nếu như mà trong cái thời tiết mà mưa dầm vài ngày thì chúng ta có thể dựa vào cái đó để hạ cái mật số của cái rầy phấn. Thì trong cái điều kiện hiện tại thì nó không được như vậy, là cái điều kiện của mình thì là mưa nắng nó lại xen kẽ, thì chắc có lẽ là mình không có sử dụng được cái giải pháp đó đúng không anh? Thì nếu mà như Trọng Hiếu nói cũng đúng, tại nãy Hoàng Vũ có phân tích là con này nó yếu. Nếu như mà mưa dầm liên tục vài ngày mà
mưa lớn mưa dập nó là nó cũng chết nữa. Dạ. Mà thực tế hiện nay là bà con mình không có thấy chuyện đó, có những khoảng thời gian là nó nắng nóng liên tục rất là gay gắt, nó oi bức và nó làm cho con người mình cảm thấy bực bội nữa. Và bà con mình biết là chắc chắn chúng ta phải sử dụng giải pháp phun xịt để trị con rầy này. Bên cạnh đó là những giải pháp để bổ sung dinh dưỡng giúp cho cái những ruộng lúa bị vàng này nó phục hồi, bước vào giai đoạn chỗ và giai đoạn giàu gạo được một cách tốt nhất. Và vấn đề của chúng ta hiện nay là mình chọn cái chế phẩm nào để nó phù hợp ở trên đồng ruộng của mình và kết hợp với chất đóng sâu để mình quản lý cái con rầy phấn trắng này hiệu quả mà con. Và hiện nay thì ở phía công ty An Phát Nông á, có những cái sản phẩm quen thuộc giống như là Hello One để chuyên trị côn trùng chích thúc với ba hoạt chất, cũng như hiện nay thì có một cái chế phẩm rất là mới tên là Medino. Dạ. Và mình cũng sẽ trị được cái con chích thúc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phân tích lúc nào mình sử dụng Hello One và khi nào mình sử dụng cái Medino các bà con. Hoàng Vũ sẽ nói trước về cái Hello One. Hồi đó Trọng Hiếu biết là mình thường hay dùng những cái chế phẩm có tính xông hơi đó để diệt những cái con côn trùng giống như con rầy phấn chẳng hạn, mà nó độc quá cho nên gần đây đã bị cấm. Và Hello One nó sẽ diệt con rầy theo cơ chế là chống lột xác, thì khi cũng như là trứng nó nở thành con rồi thì nó mới bắt đầu lột xác để nó lớn lên. Do đó mà trong điều kiện mình sử dụng Hello One cộng thấm sâu đó, mình phải đợi cho tất cả những cái trứng nó đã nở ra rồi. Và khi đó mình phun thì mình sẽ tiêu diệt toàn bộ những con trưởng thành và cái con non mới nở luôn theo cơ chế là chống lột xác. Còn đối với cái Medino đó bà con, nó có cơ chế là làm ung trứng. Do đó mà chúng ta không cần đợi tới cái lúc mà những cái trứng nó nở ra hết, mình có thể phun khi mà cái con nó còn nằm ở trong trứng thì nó sẽ vẫn tiêu diệt được. Do đó mà tùy theo cái mong muốn của bà con để mình lựa chọn là Hello One hay là Medino để mình cộng với chất cắm sâu mình tiêu diệt những cái con rầy phấn đang hoành hành hiện nay. Dạ, thưa anh Vũ thì mình nãy giờ mình đã phân tích về cái việc mà chúng ta quản lý, là có nghĩa là mình chúng ta tiêu diệt được cái rầy phấn trước rồi. Thì lúc nào cũng vậy, mình tiêu diệt rầy phấn xong thì cây lúa nó vẫn bị yếu, cũng như là chúng ta cần phải phục hồi. Thì làm sao để mà bà con chúng ta có thể phục hồi ruộng lúa? Và trở lại với cái bài toán kinh tế thì mình phải chọn một cái giải pháp nào đó mình phục hồi cho nó tiết kiệm cho anh. Chứ bây giờ mà bà con nông dân thông thường mà sau khi mà quản lý một cái gì đó mình phục hồi mà phân bón này kia thì nó tốn rất là nhiều chi phí á. Đúng rồi, thì giờ mình nói về cái giải pháp hồi nãy, có nghĩa là Medino hoặc là Hello One mình cộng cái thấm sâu thì cái giá thành nó chỉ bằng 1/3, 1/4 so với cái bình phun 100.000 lúc đầu. Còn bây giờ mình cũng phải lựa chọn giải pháp dinh dưỡng để mình phục hồi ruộng lúa, và cũng sẽ tùy vào giai đoạn và mình sẽ quyết định là mình bổ sung bên trên và mình có bổ sung theo bên dưới hay không. Nếu như mà lúa của bà con đang ở giai đoạn chuẩn bị chỗ đó bà con, thì nếu bị rầy phấn tấn công nó sẽ có xu hướng là nó chỗ ngẹn. Cho nên là Hoàng Vũ khuyến cáo bà con trong cái bình phun trị rầy phấn thì mình sẽ kết hợp thêm Supercat để mình bổ sung bên trên. Và bên dưới ngay lúc mà lúa chúng ta chuẩn bị chỗ thì mình có thể bơm nước mình rải phân thêm với công thức là 2 ure, 2 db, 2 kali ngay lúc lúa chúng ta vừa chỗ lên sạc. Và cái thời điểm thứ hai cũng khá là quan trọng là thời điểm mà cây lúa chúng ta đang vô gạo. Đang vô gạo thì đối với cái bình phun ở bên trên thì vẫn là thấm sâu 30 giây, vẫn là thuốc trị cái con rầy phấn Medino, vẫn là Supercat. Nhưng mà lúc này thì chúng ta sẽ không rải phân thêm bên dưới nữa. Tại vì nếu mà mình rải phân bên dưới thì nhiều bà con đã cho ý kiến là cái lượng phân này cây lúa mình hấp thu không hết do cái rễ đã già rồi. Và cái lượng mà hạt nó còn chưa vô đó, nó cũng chỉ một phần thôi. Do đó chúng ta chỉ cần Supercat thôi là đã đủ giúp cho những cái hạt lúa còn lại nó vô chắc tới cậy. Còn cái tiền mà mình định rải phân bên dưới ở giai đoạn mà chỗ điều vô gạo đó thì mình để dành để cho những vụ tới. Đó là hai cái cách bổ sung dinh dưỡng mà Hoàng Vũ phân tích, hy vọng là bà con chúng ta sẽ áp dụng hoặc là có gì đó mình sẽ đóng góp thêm nữa bà con. Dạ thưa anh Vũ, thì một cái vấn đề nữa mà làm cho quý bà con chúng ta đau đầu, có nghĩa là việc mà mình tìm cái giải pháp mình quản lý cái rầy phấn trắng nó đã khó rồi,
Nhưng mà khi mình quản lý xong, mình phục hồi cái cây nó vừa xong thì bắt đầu một cái ruộng kế bên nó bị rệp phấn trắng và bắt đầu nó bay qua. Thì không biết là với cái tình huống này thì bà con nông dân chúng ta phải xử lý như thế nào anh? Nó thực tế là nó có, bà con, có nghĩa mình phun bên này thì bên kia nó bay qua là có, thực tế nó có chứ không phải không. Và Hoàng Vũ muốn nhắc lại trong cái việc phun xịt thì cái tính đồng loạt nó rất quan trọng. Mà thường thì khi mà rầy phấn trắng tấn công thì nó tấn công cả cái cánh đồng của mình, chứ nó không phải nó phái thì Hoàng Vũ thì nó qua Hoàng Vũ mà nó không qua ruộng của Trọng Hiếu. Do đó phun xịt thì mình phải cùng nhau để mình làm một lần thế mà con, để hạn chế là nó từ bên kia nó bay qua. Và nhưng mà nó có một cái vậy, giả sử như bà con chúng ta đã chọn được cái Merino, chọn được Merino mình cộng cái thấm sâu, thì giả sử mình phun xong của mình rồi thì những cái con bay qua sau này thì mình cũng không cần phải phun lại. Tại vì trong Merino nó có cơ chế lưu dẫn, thì những con bay qua nó có chích hút thì những cái chế phẩm nó cũng còn ở trong cây để nó bảo vệ cây lúa của mình trước cái đối tượng con rầy phấn trắng. Đó là một số thông tin để Hoàng Vũ chia sẻ cho bà con về cái chế phẩm mới Merino. Bà con cùng quý khán giả thân mến, thì qua cuộc trao đổi ngắn giữa kỹ sư Lê Trọng Hồng Vũ và Trọng Hiếu ngày hôm nay đã giúp cho bà con chúng ta tìm được giải pháp quản lý rầy phấn trắng một cách hiệu quả và tiết kiệm, thay cho lời kết là những thông tin về sản phẩm mới để quản lý côn trùng chích hút. Và bây giờ ban biên tập xin chúc bà con chúng ta ứng dụng thành công cái giải pháp ngày hôm nay nhé. Những cánh đồng xanh mướt, những màu xanh ngút ngàn là mơ ước của nhà nông khi canh tác lúa. Nhưng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ. Rầy phấn là loài dịch hại khó trị trên ruộng lúa. Chúng có lớp phấn bao quanh nên không thể tiêu diệt bằng các chế phẩm thông thường. Di động nhanh, đẻ nhiều trứng, chích thúc làm vàng lá, trổ ngẹn, vào gạo kém. Giải pháp nào cho vấn đề này? Merino, sản phẩm đặc trị nhóm côn trùng chích thúc với 3 cơ chế tác động mạnh mẽ, ức chế hệ tiêu hóa, ngưng ngay quá trình chích thúc, tê liệt hệ thần kinh, ngưng di chuyển, trượt đường sinh sản, làm ung trứng và tiêu diệt ấu trùng. Thuốc lưu dẫn, vị độc, với phổ tác dụng rộng, Merino diệt trừ nhiều loại côn trùng chích thúc trên nhiều loại cây trồng khác nhau như rầy nâu, rầy phấn trắng, rầy xanh, rầy mềm, rệp sáp, bọ trĩ. Sản phẩm với tác dụng kéo dài 2 tuần, an toàn cho thiên địch và người sử dụng. Sản phẩm phù hợp với nông nghiệp hữu cơ. Merino, sập rầy xanh lá, đã quá nhà nông.